Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với các đài bạn cùng thực hiện. Sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình. Trang trại trồng chuối của anh Phạm Hải Hưng ở xã Đại Tập, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên cho thu nhập cao. Tỉnh Yên Bái xây dựng 12 dự án theo chuỗi giá trị nông nghiệp. Tuyên Quang đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khoa học trong học sinh. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm cá nhân doanh nghiệp cần vốn nhiều nhất để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2020 và sẵn sàng chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết cổ truyền. Do đó, hiện nay các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã chủ động và chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn sản xuất của các lĩnh vực kinh tế chủ lực. Mặc dù đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của năm 2019, nhưng để đáp ứng các đơn hàng đã ký với các đối tác, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán đã cận kề, công ty trách nhiệm hữu hạn May Tứ Hải đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất. Tuy nhiên, đối với một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, bên cạnh nguồn nhân lực thì vấn đề quan trọng nhất mà doanh nghiệp vô cùng quan tâm đó là nguồn vốn. Bên cạnh việc nỗ lực đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất lao động, công ty cũng mong muốn sẽ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đẩy mạnh đầu tư sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hôm nay anh ở trên truyền về con người thì tất nhiên là chúng tôi phải xác định phải tìm được rồi. Nhưng đi đôi với con người thì cũng phải có trang thiết bị. Cho nên là công ty cũng rất cần là nhà nước làm sao ưu đãi được cho vốn cho công ty may được vay được với cái lãi suất là ưu đãi để công ty có cái nguồn vốn để đầu tư thêm trang thiết bị đưa vào sản xuất được tốt. Hiện nay, bên cạnh việc đảm bảo đủ tiền mặt và an toàn hoạt động ATM dịp cuối năm, để phục vụ nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân, các tổ chức tín dụng, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn, đã triển khai các chương trình khuyến mại để huy động vốn và cho vay vốn. Trong đó, ưu tiên nguồn vốn vay cho các lĩnh vực sản xuất thiết yếu, nhất là các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, nông nghiệp nông thôn. Mặt khác, triển khai xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý gắn với đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tiếp cận vốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh nợ xấu còn tiềm ẩn nên các ngân hàng đều đặt kế hoạch giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp trong năm, đồng thời quản lý chặt chẽ việc tăng trưởng tín dụng mới để đảm bảo chất lượng tín dụng. Trong đó, tập trung giải ngân vốn vay vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang được chính phủ, ngân hàng nhà nước ưu tiên thực hiện. Để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của các hộ gia đình và đảm bảo đủ các điều kiện vay vốn của ngân hàng nông nghiệp, phòng kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp huyện Duy Tiên đã phân công từng cán bộ tín dụng phụ trách tiếp cận và bám sát địa bàn các xã để làm sao mà giải quyết kịp thời nhu cầu của bà con. Đặc biệt theo quy chế của ngân hàng nông nghiệp Việt Nam để giải quyết nhanh chóng kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộ dân trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc. Ở đây là hầu hết là đều giải quyết kịp thời cho bà con. Do nhu cầu vốn của các doanh nghiệp luôn tăng cao vào thời điểm cuối năm, nên từ đầu quý tư, các ngân hàng tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đồng thời cam kết đáp ứng đầy đủ toàn diện các nhu cầu vốn cũng như nhu cầu dịch vụ tài chính ngân hàng của các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có nhu cầu vay vốn. Qua đó, góp phần cùng với các doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2019 và làm tiền đề quan trọng cho các mục tiêu của năm 2020. Nặng tình với nông sản đặc trưng của quê hương, 20 năm qua, anh Phạm Hải Hưng ở xã Đại Tập, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên vẫn quyết tâm trồng và phát triển các diện tích chuối. Đến nay, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Hiện gia đình anh trồng 40 mẫu chuối như chuối tiêu hồng, chuối tây Thái Lan. Theo anh cho biết, để có những nải chuối đẹp, đòi hỏi người trồng kỳ công và tỉ mỉ, mỗi buồng chuối chỉ để từ 7 đến 8 nải, rồi bẻ búp, sau đó bọc ni lông để buồng chuối tránh xương, tránh va đập, vỏ quả không bị chảy xước. Đều đặn mỗi tháng bón phân cho chuối, đồng thời tăng cường tưới nước cho cây. Chính vì vậy, các diện tích chuối của gia đình nhà anh luôn phát triển tốt. Trung bình mỗi tháng, gia đình anh xuất bán ra thị trường trên khắp cả nước khoảng 30 tấn chuối các loại với giá như chuối tiêu hồng là 14.000 đồng kg, chuối tây 9 đến 10.000 đồng kg, đem lại doanh thu mỗi tháng cho gia đình anh khoảng 300 triệu đồng. Ước tính dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình anh sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 60 đến 70 tấn chuối các loại. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình anh còn tạo việc làm thường xuyên cho từ 10 đến 15 lao động với mức thu nhập 6 triệu đồng một tháng.
Sau hơn 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng được 12 dự án theo chuỗi giá trị sản phẩm. Trong thời gian tới, thì Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người sản xuất hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sản xuất theo chuỗi giá trị, đưa sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Trong đó có chuỗi ong mật Mù Căng Chải, chuỗi dâu tằm tơ Trấn Yên, chuỗi gà Minh Dư, chuỗi tre măng Bát Độ huyện Trấn Yên, chuỗi bưởi Đại Minh, chuỗi gỗ keo Yên Bình, chuỗi lúa chất lượng cao Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, so với những tiềm năng thế mạnh thì vẫn còn ít mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Nguyên nhân là do còn ít doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp, một số sản phẩm nông sản chưa đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người sản xuất hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện tốt các cơ chế chính sách để thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu mối tham gia liên kết sản xuất nông nghiệp để giải quyết thị trường đầu ra cho sản phẩm. Để có những con đường rộng rãi, thuận tiện đi lại, vừa qua, nhân dân thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã tích cực góp công của hiến đất, mở rộng đường làng ngõ xóm. Thôn Cát Dương vừa hoàn thành việc đổ bê tông hai tuyến đường dài gần 1 km và đang triển khai làm hơn 900 mét rãnh thoát nước. Để thi công các công trình này, các hộ dân hai bên tuyến đường đi qua đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng kinh phí đối ứng. Ngoài ra, các hộ dân đã tích cực phá dỡ tường bao, cổng công trình phụ, hiến hơn 500 mét vuông đất để mở rộng đường, tiêu biểu như tuyến đường từ gốc đa xóm đọ đến xóm xối, vốn có chiều rộng cả hành lang là 5 mét, nên được mở rộng thành 7 mét. Một số gia đình hiến trên 30 mét vuông đất như gia đình ông Nguyễn Xuân Bầu, Nguyễn Xuân Vạn và bà Nguyễn Thị Kiểu. Điều đáng nói là người dân đều rất nhiệt tình giải phóng mặt bằng để công trình thi công được thuận lợi. Ban chỉ đạo 389 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với 8 mặt hàng, rượu bia, nước giải khát và thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất với các nội dung như chấp hành quy định về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa đang vận chuyển trên đường, đang bày bán hoặc lưu giữ trong kho tại địa điểm kinh doanh, kiểm tra về việc chấp hành quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa bao gói sẵn, về thực hiện niêm yết giá bán hàng hóa theo quy định. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, tàng trữ buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác. Với mục tiêu đưa nông sản sạch đến với người tiêu dùng, năm 2016, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình bắt đầu triển khai đề án Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn. Đến nay, nhiều đơn vị nông dân nói không với thực phẩm bẩn đã trở thành địa chỉ tin cậy để người dân lựa chọn sản phẩm nông sản an toàn. Để hội viên nông dân nhận thức được tầm quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, như Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội Nông dân đã trực tiếp ký kết với 50 hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh nông sản có quy mô lớn về tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm. Hội Nông dân các cấp đã vận động hơn 124.000 hộ gia đình hội viên, nông dân ký cam kết nói không với thực phẩm bẩn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của người dân tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là khá cao, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời điểm này, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, Ban An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Trên địa bàn 3 huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài, hiện có hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được Ban An toàn thực phẩm tỉnh cấp phép hoạt động, nhằm đảm bảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ này thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp lễ Tết ngay từ đầu năm 2019. Ban An toàn thực phẩm tỉnh đã tăng cường các biện pháp mạnh trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu lựa chọn nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cũng như đảm bảo việc lưu mẫu thức ăn.
100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều phải ký cam kết đảm bảo an toàn. Những cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ bị lập biên bản kiên quyết xử lý. Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của ngành chức năng trong việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, thì sự lựa chọn thông thái của người tiêu dùng cũng như cái tâm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm sẽ là điều kiện quyết định đảm bảo an toàn cho sức khỏe mỗi người dân cũng như du khách đến với vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc. Trong những năm qua, hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh trung học luôn được các nhà trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đặc biệt coi trọng. Phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật và cuộc thi kỹ thuật dành cho học sinh trung học là sân chơi bổ ích, thiết thực, giúp cho các em học sinh phát huy tiềm năng và tư duy sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện để các em trao đổi kiến thức gắn với thực hành khoa học. Ở trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, nhiều năm qua, cô giáo Mai Như Quỳnh đã cùng các thế hệ học trò hoàn thành nhiều công trình, tác phẩm tham gia các kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh. Đạt được thành tích cao trong các kỳ thi thực sự là nguồn động lực lớn giúp cho cô Quỳnh say mê hơn, dành nhiều thời gian tâm huyết cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Khi các em có cái ý tưởng đăng ký thi sáng tạo khoa học kỹ thuật ấy, thì vai trò của giáo viên là chúng tôi là đứng đằng sau các em để hỗ trợ, tức là cung cấp cho các em những kiến thức mà các em còn thiếu và những cái ứng dụng mà các em chưa hiểu rõ, và định hướng cho các em là tìm tòi địa chỉ để tìm tòi nghiên cứu cái phần kiến thức đó, và chúng tôi trực tiếp là theo sát các em để hướng dẫn các em để các em hoàn thiện cái sản phẩm khoa học sáng tạo của mình. Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học không chỉ là sân chơi mà còn là nơi khuyến khích học sinh đam mê nghiên cứu công nghệ và kỹ thuật. Các em có cơ hội sử dụng những kinh nghiệm thực tế cũng như kiến thức đã học ở trường để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, tạo cơ hội cho học sinh giới thiệu kết quả sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình tới các nhà khoa học. Khi học hóa và lý thì em rất thích những cái ứng dụng của nó, nên là em nghĩ tới là sẽ vận dụng những cái kiến thức đã học ở trên lớp vào thực tế đời sống để tạo ra những thiết bị khoa học kỹ thuật giúp ích được cho mọi người ạ. Việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh và tổ chức các cuộc thi khoa học kỹ thuật được ngành giáo dục và đào tạo triển khai trong những năm qua đã góp phần tích cực trong việc đổi mới giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh. Đây cũng chính là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm học 2017-2018. Khi mà các thầy cô giáo hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, thì học sinh cũng phải tự đọc tài liệu, tự sưu tầm các cái tư liệu cũng như nghiên cứu thêm, hiểu sâu thêm về bản chất các cái môn học. Và hai nữa là các em không chỉ học ở trong nhà trường mà còn học ở bên ngoài nhà trường. Các em không chỉ học các thầy cô mà còn học các cái chuyên gia, các cái nhà khoa học ở các cái trường đại học cũng như là những người có tay nghề cao ở bên ngoài xã hội. Hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh trung học thực sự đã phát huy hiệu quả tích cực, tăng cường rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu, khơi dậy phong trào sáng tạo, tìm tòi và đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh toàn tỉnh. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để học sinh tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên luôn làm tốt vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển các phong trào khuyến học khuyến tài. Qua đó đã góp phần nâng cao tinh thần học tập cho các em học sinh trên địa bàn huyện. Các phong trào thi đua do Hội Khuyến học phát động đa dạng, thiết thực, thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có hơn 46.000 hội viên. Cùng với việc duy trì hoạt động của các cơ sở hội, hội tập trung vào những phong trào có sức lan tỏa nhanh như xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập, cơ quan đơn vị học tập. Kết quả, năm 2019, số gia đình học tập đạt 60,39%, số dòng họ học tập đạt 52,75%, số cộng đồng học tập đạt 70,07%, cộng đồng học tập cấp xã đạt 24%. Bên cạnh đó, hàng năm, Hội Khuyến học huyện đã huy động các tổ chức cá nhân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ủng hộ cho quỹ khuyến học. Tổng số quỹ khuyến học của toàn huyện đạt trên 5,2 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tặng thưởng hàng trăm lượt học sinh trúng tuyển đại học, học sinh vượt khó học giỏi, học sinh giỏi các cấp với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.
Trong những năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát triển cả bề rộng chiều sâu, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục ở các cấp học, đồng thời góp phần thiết thực vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Gia đình ông Nguyễn Đức Dục là một trong những gia đình học tập tiêu biểu xuất sắc, được đánh giá cao ở xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư. Để động viên con cháu chú tâm học hành, vợ chồng ông luôn chuyên cần lao động, chăm lo hạnh phúc gia đình, sống gương mẫu. Vì vậy, con cháu đều thành đạt, gia đình ông có 3 người con là thạc sĩ, 1 tiến sĩ, các cháu đỗ đại học, đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi ở các cấp học. Mặc dù đã ở tuổi 84, nhưng hàng ngày ông vẫn chăm chỉ đọc sách, xây dựng riêng cho mình một tủ sách hiếu học để làm gương cho con cháu. Hàng ngày là các cháu tự giác học, và tôi tạo điều kiện bằng cách là mua sách, mua vở, đủ nhu cầu học tập của các cháu. Thứ hai nữa là thường xuyên cũng nói chuyện với các cháu về cái quá trình học tập cũng như cái truyền thống học tập để các cháu tự đặt cho mình nhiệm vụ trong việc học tập. Những cái kết quả học tập của gia đình nói chung và của cháu nói riêng thì tôi thấy thỏa mãn. Và vì thế cho nên là tôi càng phải xác định rằng không riêng gì bản thân các cháu mà những người già, người lớn tuổi cũng phải tiếp tục học tập. Nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, Hội khuyến học các cấp đã động viên các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, phát động phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 204.000 gia đình đạt chuẩn gia đình học tập, trên 1.700 dòng họ học tập tiêu biểu, có hơn 1.400 cộng đồng đạt chuẩn cộng đồng học tập, 683 đơn vị đạt chuẩn đơn vị học tập. Đặc biệt, hội đã cùng với ngành giáo dục đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Cùng với xây dựng phong trào, Hội khuyến học các cấp đã xây dựng và phát triển quỹ khuyến học trong nhiệm kỳ 2014-2019, phát triển thêm được 35 tỷ đồng ở các cấp hội. Công tác khuyến học khuyến tài của tỉnh đã và đang trở thành phong trào thi đua rộng khắp từ các gia đình dòng họ, thôn, xóm đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, góp phần đem lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo cơ hội và điều kiện cho người dân trong việc học tập, nâng cao trình độ, mở mang tri thức, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Thời gian qua, trên tuyến đường nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông làm chết người. Nhiều vụ việc phát sinh vào thời điểm tối, rạng sáng, trong khi hệ thống đèn chiếu sáng còn thiếu, chưa đảm bảo an toàn giao thông. Tuyến đường này được đưa vào sử dụng gần một năm nay, góp phần giảm tải lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 39A. Tuy nhiên, thời gian qua, đưa vào vận hành thực tế nảy sinh một số bất cập, đó là tình trạng thường xuyên xảy ra xung đột giao thông và xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân là tuyến đường này chưa được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, do vậy khiến cho người tham gia giao thông rất khó khăn trong quá trình xử lý, đặc biệt là xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra. Tôi thường xuyên đi qua cái tuyến đường này, cái tín hiệu đèn giao thông thì tôi thấy nó chưa đảm bảo, cho nên là nó rất gây cái khó khăn cho anh em tôi lưu thông ở trên cái quãng đường này. Tôi cũng thường xuyên đi qua đây thì cung đường chỗ này thì đèn chiếu sáng thì nó cũng không được đảm bảo, nó khó khăn cho anh em lái xe thôi. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 11 tháng đi vào vận hành, trên tuyến đường này đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông. Riêng đoạn chạy qua huyện Kim Động đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết. Các vụ va chạm thường xảy ra tại các nút giao với quốc lộ 39, quốc lộ 38B qua các địa phận các huyện Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Đặc biệt trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra thì có đến 4 vụ lái xe gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Bên cạnh đó, toàn tuyến với chiều dài gần 30 km nhưng chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát nên khiến cho công tác điều tra các vụ tai nạn giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Rất là khó khăn đối với các phương tiện tham gia giao thông, và trong quá trình anh em tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về ban đêm đối với các phương tiện, chúng tôi kiến nghị với các cơ quan chức năng và đặc biệt là ban toàn thông tỉnh là thực hiện lắp đèn chiếu sáng tại các điểm giao ngã tư đối với hai ngã tư quốc lộ 38 và quốc lộ 38B, mà đặc biệt là hệ thống đèn xanh đèn đỏ thì mình có thể duy trì sâu hơn vào lúc 22 giờ đêm, lúc thành 23 giờ để cho các phương tiện có thể tham gia giao thông và chấp hành hiệu lệnh của đèn. Để bảo đảm an toàn giao thông,
các ngành chức năng của tỉnh cần ra soát đánh giá các tuyến đường trọng yếu, các nút giao phức tạp, có lưu lượng người và phương tiện đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, để từ đó cân đối ưu tiên vốn đầu tư cho các dự án lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ nhu cầu dân sinh, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.